tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chiều nay lúc 13 giờ 30 phút tại trường Đại học Thủ Dầu Một nằm trên đường Trần Văn Ân, phường Phú Hòa, một nam thanh niên đi từ ngoài vào trong trường, sau đó lên tầng 3 của tòa nhà trung tâm. Một lúc sau, các sinh viên nghe thấy tiếng động lớn thì phát hiện nam thanh niên này đã nằm dưới đất tử vong. Theo ghi nhận, người chết khoảng 30 tuổi, mặc quần jean ngắn, áo khoác và nón phớt màu đỏ. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường khu vực xung quanh để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Được biết trên người nạn nhân không có giấy tờ, hiện công an đang xác minh làm rõ nhân thân.